một tư thế cố đi cho bằng được, chủ nhân xe máy. Đường đây chứng tỏ tỏ chứ. Năm 565 mình trước mình hay chui vào trong này. Nhớ là chui vào trong này là đầu tiên là đi tìm cái chỗ để bắn sim. Chắc gặp sự cố gì nên là chắc là đợi thằng này ra để lùi vào. Đợi thằng ấy ra để lùi. Ngang tàng quá. Muộn một kia hết chỗ.